Ngày 22 tháng 6, thông tin từ bệnh viện tim Hà Nội cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã phối hợp hội trần và bàn bạc bà kỹ để tiến hành mổ lấy thai thành công cho thai phụ 29 tuổi đến từ Yên Bái. Trước đó vào ngày 20 tháng 6, bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện phụ sản Trung ương sang bệnh viện tim Hà Nội do sản phụ mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp và đang mang thai tuần thứ 38, chỉ định ngừng mang thai. Theo lời kể của gia đình, vào tuần thai thứ 12, bệnh nhân đã đi khám và phát hiện mắc bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, tim một thất đảo ngược phủ tạng. Tuy nhiên, lúc đấy thai nhi đã thành hình nên chị quyết định vẫn giữ thai, dù các bác sĩ đã giải thích mang thai sẽ có rất nhiều nguy cơ rủi ro cho mẹ. Suốt thời gian sau đó, thai phụ và gia đình đã đến những bệnh viện lớn có chuyên khoa tim mạch để khám cũng như điều trị. Các bác sĩ kết luận, chị bác tim một thất, đào ngược phù tạng, tăng áp phổi. Khi bệnh nhân mang thai đến tuần thứ 38, các bác sĩ bệnh viện phụ sản trung ương chỉ định mổ đẻ lấy thai. Sau khi nhận được thông tin về ca bệnh này, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, giám đốc bệnh viện tim Hà Nội đã hội trần với ekip tim mạch để giảm thiểu nguy cơ rủi ro trong lúc mổ đẻ cho bệnh nhân. Ngay sau ca mổ, con của sản phụ đã được chuyển về trung tâm sơ sinh của bệnh viện phụ sản trung ương theo dõi và chăm sóc. Đến ngày 22 tháng 6 khi sức khỏe ổn định hơn, các bác sĩ đã chuyển chị về bệnh viện phụ sản trung ương tiếp tục theo dõi. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Sinh Hiền, giám đốc bệnh viện tim Hà Nội, bệnh tim một thất và đào ngược phụ tạng là một trong những bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp rất hiếm gặp. Tim ở một người bình thường sẽ có 4 buồng gồm hai tâm thất và hai tâm nhĩ. Tuy nhiên tim của bệnh nhân chỉ có một tâm thất và một tâm nhĩ. Thông thường, bệnh nhân một tâm thất thường sẽ mắc bệnh suy tim khi đến tuổi trưởng thành, nặng hơn nữa là tử vong. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân này còn có mắc thêm một dị tật nữa là hẹp van động mạch phổi. Chính điều này khiến máu bơm lên tim kém, nhờ thế người bệnh có sức khỏe bình thường đến trước khi mang thai. Về tình trạng đảo ngược phủ tạng, thông thường tim người sẽ ở lồng ngực trách về bên trái, tuy nhiên ở người bệnh này, tim lại nằm ở bên phải của cơ thể. Trước đó, ekip các chuyên gia của Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã cùng phối hợp triển khai hội trần, mổ lấy thai cho các trường hợp sản phụ mắc các bệnh lý về tim mạch nguy hiểm.